À, câu hỏi tiếp theo của bạn Vũ Thị Hoàng Oanh. Chương trình tư vấn cho mình những kiểu tóc năng động cho những bữa tiệc tóc mình dài hơi mỏng. Dạ, hơi mỏng à, để phù hợp với các bữa tiệc. Tóc mà lại kiểu phải là năng động. Năng động. Bạn đừng có mình đừng để những cái kiểu như là dài xõa mà nó quá là xùm xòa ở phần thân của mình như thế này thì nó sẽ trông không có năng động. Mình có thể cột lên, búi lên, rồi mình năng động trẻ trung thì mình có thể gắn thêm những cái nơ, cái kẹp thì nó sẽ trông bạn trẻ trung hơn. Còn nếu bạn xõa thì bạn có thể thắt một cái bím nhỏ chẳng hạn rồi mình vén ra phía sau, như Phương Linh cũng có chỉ từ phần đầu. Như thế thì cái phần mái của mình nó sẽ không bị sụ ra trước mặt mà cái tóc của mình cũng gọn gàng. Bên cạnh đó thì nó cũng nữ tính, phù hợp với mình đi chơi dự tiệc nữa. Mình thấy những bạn nếu mà muốn năng động mà để đi dự tiệc ấy thì đúng như Phương Linh nói là mình có thể cột lên, nhưng mà mình uốn trước. Đúng rồi mình ạ. Uốn quăn trước để cái đuôi của mình nó mình vẫn cứ bồng nó bền, độ phồng, đúng không ạ? Và có một cái cách nữa mà như lúc đầu chị em mình có nói với nhau, đó là củ tỏi. Củ tỏi. Muối củ tỏi ạ. Đúng rồi. Đúng không ạ? Và nó nếu vừa như... sang trọng mà vừa năng động nữa chứ. Vâng, và nếu như bạn không có nhiều tóc ấy thì nó có, đây là một ví dụ như là, đây là ví dụ thôi nha Linh, mà là bạn có cái tất đúng không ạ, bạn cắt cái đầu cuối đi, bạn cho qua tóc của mình và xong chúng ta cuộn vào cái tất đó, và xong cuối cùng chúng ta sẽ có một cái vòng tròn ở trên đầu là cái búi ấy, mà nó rất là dày và nó rất là đẹp, thì cái đó cũng rất là nhanh. Đấy là nếu mà chúng ta không có mua được những cái mà để búi tóc như đúng vậy. Em thấy bây giờ là ở ngoài thì mọi người cũng có bán sẵn một cái băng như thế này màu đen, bạn có thể lòn tóc của mình qua cái khe của cái miếng đó, rồi mình quấn lên rồi bọc xung quanh cái phần mà bạn cột trên đầu này là nó đã thành một cái kiểu của củ tỏi rất là đẹp rồi. Vâng, và đến mà tóc nhọn ít tóc thì cũng rất là tốt khi mà sử dụng.